Chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương bò về cặp bò mới, cặp bò khuôn tiền nhé. Đấy, cặp bò này thì là đẻ lứa đầu tiên. Đấy, con dòng cái Lai Man rất đẹp luôn. Lai Sim Pha Lai Man hai dòng này. Đây, còn rất đẹp luôn nhé. Đấy, con này thì nó mới được có gần 2 tháng. Đây, con mẹ này đẻ lứa đầu tiên, vì điều kiện gia đình chăn nó hơi kém cho nên là nó không được mập cho lắm. Con bò này nếu mà bác nào mà mua về vỗ hẳn hoi rất là đẹp luôn. Đấy, vì các bạn nó trẻ bò nên các bác nuôi lâu dài rất là thích luôn nhé. Ít tiền. Đấy, cặp bò này thì có giá là bằng 27 triệu. Đấy, rất là hợp lý luôn. Nếu bác nào mà thiện chí thì liên hệ trực tiếp cho em này. Đấy, cặp bò trẻ đẻ lứa đầu tiên rất là khuôn tiền nhá. Đây này, chân móng của nó đây này, móng sò đẹp nhá. Đấy, khoang khoái đều chuẩn hết này, không một lỗi vết gì luôn. Đấy, giá rất hợp lý luôn, bằng tiền con bê, bằng tiền con bê đẹp. Nhưng nếu mà để mà đầu tư thì các bác nuôi những cái cặp bò như này nó rất là nhanh thu hồi vốn. Đấy, giá quá hợp lý luôn. Kiếm được những cái cặp bò nó thật sự là nó như thế này thì rất là ít. Đây, các bác nhìn cả mẹ con nó đẹp như này cơ mà. Cả mẹ con đều không có lỗi vết luôn nhá. Đấy, giá thì hạt rẻ luôn. Những cặp bò này về các bác chăn hẳn hoi vào thực sự là quá đẹp, vì nó các bác nuôi lâu dài rất là ok luôn, khuôn tiền. Đây, khoang khoái chuẩn hết này. Đấy, những cặp bò này thực sự các bác mua một con bê đẹp bây giờ nó đáng hai mấy triệu rồi. Đấy, những cặp bò như này em nói thật sự các bác một câu là nó rất là hợp lý luôn. Đấy, có 27 triệu, ra hàng cho các bác đôi trăm. Đấy là tại nhà em. Nếu mà bác nào mà ở xa thì cộng phí ship vào nhá. Đấy, giá rất là hợp lý luôn. Đấy, bác nào mà thiện chí mà thích hàng khuôn tiền thì liên hệ trực tiếp cho em này. Cặp bò Lai Sim Pha Lai Man hai dòng. Đấy, rất là hợp lý luôn nhé. Trẻ bò. Đấy, 28 triệu bao ship cho các bác luôn. Còn 27 triệu là tại nhà nhé, bao ship trong vòng 100 cây. Đây. Đấy, đuôi dài chấm đất nhờ. Con bò mẹ này lại chuẩn bị lên giống rồi đây. Chiều nay là cho phối tinh luôn này. Đấy, rất đẹp luôn nhé. Khoang khuấy đều chuẩn hết. Đây, quá tuyệt vời luôn. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng gây lái khuôn tiền thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, quá chất lượng luôn nhé. Giá cả hợp lý, 28 triệu về tận nhà các bác. Đẹp long lanh, ít tiền. Kiếm được những cặp bò nó vừa tiền như này thực sự là rất là ít các bác ạ. Vì là gặp điều kiện gia đình nhà người ta chăn nó hơi kém cho nên là nó hơi dẻo mình. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng vừa tiền về dễ chăm sóc, dễ nuôi thì liên hệ trực tiếp cho em này. Bắt những cặp bò như này thực sự là em thấy nó rất là ưng ý luôn. Giá cả phải chăng. Đấy, những cặp bò này thật sự là rất là ít tiền luôn này. Đấy, 28 triệu bao ship cho các bác luôn nhé. Giá hạt rẻ luôn. Nói giá tiền các bác đã khoái luôn rồi. Đấy, rất là ok luôn nhé. Đấy, kiếm những cặp bò ít tiền như này thật sự mà nó lại trẻ đẹp như này là rất là ít các bác.
Vì điều kiện gia đình là chăn nó không đến nơi đến chốn, cho nên là nhìn con bò nó không được mập cho lắm. Về các bác mà cho nó ăn cám hẳn hoi vào, chăm sóc hẳn hoi vào rất là đẹp luôn nhá. Đấy, bằng tiền con bê đẹp thôi. Đây. Con đây. Đấy. Mẹ con. Dòng lai sim đẹp. Giá rất là hợp lý luôn. Đây, con mẹ ăn rơm rất là tốt luôn nhé. Dòng này vì nó mới đẻ một lứa cho nên là nó rất là trẻ bò, dễ nuôi. Các bác nào mà yêu thích hàng lai sim đẹp, trẻ, ít tiền thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Bắt cặp bò này em thấy nó rất là hợp lý luôn. Giá quá là hạt rẻ luôn. 28 triệu cả cặp bò. Đây, con này nuôi này mai các bác làm bò lái lề được luôn này. Rất đẹp nhá. Chào các bác. Bác nào nhanh tay thì lấy được cặp bò này nhá. Giá rất là ok luôn. Chào các bác.